Nuôi bờm bợp làm thức ăn gia súc là nghề rất mới của cư dân vùng cửa sông, cửa biển trong thời gian gần đây. Đặc điểm của nghề này là thả dây cố định trên sông có vùng nước lợ để vi sinh vật bám vào và sau vài tháng phát triển thành bờm bợp. Người dân thu hoạch bán cho nhà máy để chế biến làm thức ăn gia súc. Anh Lê Minh Hoàng, phường Đại Hiên Đông, quận Sơn Trà, có lồng bè rộng chừng 200 m², đang nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Mân Quang. Năm ngoái, do ảnh hưởng nguồn nước bị ô nhiễm tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, nên lồng bè nuôi cá mú, cá bớp của anh cùng các lồng bè nuôi hải sản quanh vùng bị thiệt hại nặng. Khi thu dọn lồng bè để nghỉ, thì anh phát hiện xung quanh phao nổi có rất nhiều sinh vật bám vào, tạo sông rêu và hào biển. Anh lấy mẫu và bán được 5.000 đồng một ký cho người thu mua để làm thức ăn gia súc. Từ đó, anh nhân rộng nuôi trồng loài sinh vật tự nhiên này bằng cách thả dây nhám cố định trên lồng bè để chúng bám vào và tự phát triển trên sông nước. Anh Lê Minh Hoàng cho biết, sau 2-3 tháng, anh đã bắt đầu thu hoạch. Nay gia đình anh đã có thu nhập ổn định. Trước đây thì cũng có, nhưng mà có nước ô nhiễm vì có chết, chuyển qua ngày bình bệnh đi. Lồm thì nói chung đó cũng nhờ cái dịch giết đồ không có lồm ăn chỉ được hết. Nhờ ngày bình bệnh đi là kiếm nhà đủ sống nuôi gia đình, cũng kiếm thoáng ít triệu, 5-3 triệu gì đó để nuôi gia đình, chứ cầu nuôi dịch giết thì đã cũng biết lộn nghề chỉ được. Từ thành công mô hình nuôi bờm bợp của anh Hoàng, nhiều hộ nuôi trồng hải sản quanh vùng bắt đầu chuyển nghề và nuôi trồng thủy hải sản kết hợp. Bên cạnh việc nuôi loại cá nước lợ, nhiều ngư dân đã thả dây nhám xuống sông để nuôi bờm bợp. Anh Nguyễn Văn Trung, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà cho biết, anh đã học được mô hình này và đã thả xuống sông gần 100 dây nhám từ mùa Covid-19 đợt 2. Đến nay, anh đã thu hoạch. Trước cái tôi là nghề nuôi tôm, và thứ hai là sa là cắn rồi hút hết, rồi không có chỗ lồm. Rồi tôi mới chuyển qua bên nuôi bờm bợp này. Nói trong tháng cũng kiếm được 4-5 triệu, thì cũng sống qua ngày. Với đặc điểm nghề nuôi bờm bợp này không đầu tư nhiều, không tốn thức ăn, không cần chăm sóc và không lo dịch bệnh, nhưng có thu nhập ổn định. Hiện nay tại Vịnh Mân Quang, quận Sơn Trà đã có hơn 20 lồng bè đã chuyển sang nuôi trồng loại này hoặc nuôi trồng thủy hải sản kết hợp. Với mô hình nuôi bờm bợp làm thức ăn gia súc mới này, người dân đang nuôi hải sản vùng nước lợ nơi cửa sông, cửa biển sẽ bớt lo âu khi nguồn nước bị ô nhiễm.